Rồi để mình giao con xe chia, xe khách đặt. Anh em bình, anh em Thủ Đức. Hết bệnh bà kẹp đề nha anh em. Để nãy giờ hết bệnh bà rồi. Mà chơi vòng chơi 6 tháng đó. Bảo hành vòng 3 tới 6 tháng chơi được. Quên bà rồi. Hối quá ông, cái gì ông có từ từ á. Xe bây giờ ông về ông đây tầm ngày đi, cho nổ thì ngày cái bạn gan tay lớn lên chút, lấy cái quạt á, lấy quạt gió cho nó thổi thổi đây nè. Vặn gan tay lớn lên chút cho nổ ngày đi nha. Ok. Cho nổ ngày cho nó sạc bình lại đi. 3 tới 6 tháng nè. Bảo hành máy móc thôi. Xe khách đặt 35 triệu có đề luôn nha anh em, full 120 lòng lưỡi xe. Giờ nó chưa thơm đâu, phải đô đai cho nó tròn máy à. Máy móc em ru. Không một tiếng động. Sợ chạy hay gì á. Có gì á.